Rồi dạ vâng, xin kính chào toàn thể anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về kia mẫu dây la lõi đồng đức của hãng Cabo Direct. Lõi của nó to là 4 ly. Đã. Cái mẫu này thì bên em giới thiệu trong một clip rồi, nhưng mà clip đấy thì bên em quay nó vào cuối clip cơ. Thì hôm nay bên em sẽ lại giới thiệu lại cái mẫu dây này. Dây này thì bên em về nó nguyên quận, nguyên tem, nguyên mác anh em nhá. Có nghĩa là dây còn mới luôn đấy. Thì cái mẫu này thì bên em về có chỗ này có 50 mét thôi. Dây cực kỳ chất lượng anh em nhé. Cái mẫu này thì cách đây tầm 2 năm bên em đã về một lần rồi, nhưng mà mãi bây giờ mới có về thêm. Giá thành thì cũng rẻ hơn khá là nhiều so với cái lần trước anh em nhé. Dây lõi đồng đức xịn của hãng Cabo Direct, made in Germany. Lõi to là 4 ly. Đấy. Ngoài ra thì bên em tiếp tục giới thiệu cái mẫu dây loa lõi đồng đồng Mỹ xịn, lõi đồng cứng của hãng Benden NBS. Dây này thì nó có hai lõi và mỗi lõi to là 1,5 ly, nhưng mà dây ở loại đồng cứng anh em nhá. Và bên em tổng hợp mấy cái mẫu dây nguồn thì ở đây có mẫu dây nguồn Kyoto này, dây nguồn Flutech này, dây nguồn lõi đồng OCC Harmonic Tech của Mỹ này, dây nguồn lõi bạc Anh của hãng Clear Audio này. Tất cả đã được thi công đầu rắc carbon rất là đẹp như thế này. Em sẽ quay chi tiết và báo giá, anh em nào có nhu cầu cứ cứ số điện thoại của em kia, bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em và các bác nhé. Đây thì clip quay thì lúc nào cũng sẽ là anh em xem clip sẽ nhìn thấy cái số điện thoại kia liên tục, cứ ưng một phát thì là anh em alo. Ui dây nặng anh em ạ, em sẽ lấy cái điện thoại ra quay cho nó sát cái tên tuổi. Cầm một tay không nhấc được vì chỗ này là 50 mét, có thể là anh em nhìn hơi nhỏ thôi, nhưng mà đồng đức mà nó nén đồng nó cũng rất là chặt, và dây của nó làm hai dây nó cũng khá là nhỏ gọn. 50 mét chỗ này phải bao nhiêu cân đấy. Rồi em sẽ phóng to ra. Hơi chả, từ em sẽ không ổn vì phóng to ra quá thì nó cũng sẽ hơi mờ. Rồi cứ để máy quay trở đây, cầm hai tay nhấc lên. Rồi đây anh em nhìn rõ chưa này, anh em nhìn rõ thông số nhá. Rồi tì lên đùi đấy, phóng nhảy thôi. Rồi anh em nhìn rõ chưa đây này, made in Germany đấy. Laura Cabo Direct 2x4.0 50 mét. Đây là các series mã vạch địa chỉ của bọn nó. Đây cũng là mã vạch luôn. Còn đây thì cũng là mã vạch. Đây. Rồi thông số anh em nhìn rõ chưa? Đây. Em sẽ quay chi tiết, không là nhiều bác là cũng để ý cái vấn đề này lắm đấy. Bảo nhiều khi em quay nhưng mà em quay nhanh quá không kịp đọc. Rồi các bác nhìn đọc kỹ rồi nhá. Đấy, có nghĩa là quận này bên em về nguyên nguyên tem mác 50 mét. Đây. Thì dây này thì hình thức bên ngoài thì anh em nhìn đây, nó rất là đẹp đây này. Nó ánh màu đồng luôn, có nghĩa là cái dây nó trong suốt, anh em nhìn cái đồng bên trong. Nói chung rất là đẹp, dây loại 4 ly, đồng đỏ au luôn. Đây, anh em và các bác nhìn thông qua cái clip em quay đây. Đây, nhìn trông nó bóng, bóng lộn màu đồng luôn, anh em nhìn chưa. Đấy, dây thì rất là đẹp rồi. Trên thân dây thì vẫn có chữ thôi, nhưng mà cái thằng Cabo Direct, cái thằng 4.0 này cái chữ nó rất là mờ. Đây này. Các bác về sau khó nhìn không, bởi vì là cái để mình in Germany này, bởi vì cái dây này là nó kiểu là cái nó bóng ấy, cho nên là khó nhìn cái chữ đen trên cái nền bóng, cho nên làm cái dây nó cái chữ nó bóng ấy, quay qua clip rất khó nhìn luôn. Em sẽ các bác về cứ nhìn trên thân dây là có rồi nhá, hoặc là em quay cái tem kia cho anh em xem là biết rồi. Và anh em nhìn cái chất dây để biết này, dây khá là mềm và lõi của nó là lõi đồng đức 4 ly. Những cái loại đồng đức này tiếng bass và tiếng trung rất là hay và giải chép của nó rất là tốt. Riêng cái thằng Cabo Direct anh em lưu ý nhá, Cabo Direct này tuy là lõi đồng thôi nhưng mà giải chép của nó rất là tốt anh em ạ, có khi tốt khá là nhiều so với một vài dòng dây lõi mạ bạc, em không phải nói phét đâu. Cho nên cái mẫu dây này nó cũng không có rẻ. Thì ngày trước bên em bán cái thằng này ấy, là lõi 4 ly này có giá là 350.000 một mét.
Nhưng mà đợt này thì bên em để có cho anh em và các bác với cái giá là 320.000 một mét thôi anh em nhé. Và dây thì bên em không có nhiều. Cái mẫu này thì cũng khá là ưu đãi, bởi vì mỗi lần bên em về cái dây Carbon Direct này là nó về nó đều có tem mác. Và có những cuộn thì nó có tem mác, nhưng mà cái dây bên trong có nghĩa là người ta đã dùng mấy 15 20 mét rồi đấy. Có nghĩa là dây này người ta mua về người ta xài cho người ta không xài đến người ta thừa ra. Thế là mình múc về mình bán thôi. Đấy. Tất nhiên thì giá sẽ rất là tốt rồi. Loại 4 ly, thông số chuẩn là 4 ly rồi. Đồng 4 ly thì thoải mái. Đấy, anh em nhé. Dây này thì sẽ thi công các loại đầu rắc anh em là cần. Ví dụ về đấu thì anh em cứ chỗ cái có cái vạch đỏ này là dương, còn chỗ không có vạch đỏ thì là âm. Đấy có vậy thôi. 320.000 một mét. Mẫu này ngày trước thì bán rất là chạy, nhưng mà cái đợt thằng này nó về cái lô lần này thì nó về cùng với cái lô mà khá nhiều các mẫu dây lõi đồng, cho nên là clip em quay nó tràn lan nhiều thứ. Trong một clip em quay rất là nhiều món, cho nên là cũng rất mong anh em là khi xem clip ấy thì mình theo dõi thì nó để tâm lên một chút, ưng món nào thì alo luôn. Đây là dây bãi Mỹ xịn Benden made in Mexico của Mỹ, nhưng mà sản xuất tại Mexico. Made in Mexico anh em nhé, đây này. Đấy. Đây Benden.com. Thằng này thì bên em về nguyên Zulo tem mác seri mã vạch đều. Hàng xịn và kia thương hiệu NBS Benden rất nổi tiếng và được rất nhiều anh em chơi high end anh em săn đón. Cái mẫu dây này thì trên thân dây cũng có chữ đàng hoàng. Tất nhiên rồi. Đây. Ben đen anh em nhé, ben đen đây này. 2C16 có nghĩa là hai lõi, mỗi lõi to là 16 FFG. Dịch sang mili Việt Nam thì nó sẽ to là 1,5 ly. Dây này đặc biệt một cái lõi đồng cứng này nó phải tương đương với những cái loại mà dây 3 ly đồng tư. Cho nên đây là cái mẫu dây là rất thích hợp cho anh em nào mà thích chơi đánh loa công suất lớn nhưng mà muốn chơi dây nhỏ gọn. Đây lõi đồng cứng anh em nhé, lõi đồng cứng đấy. Dây này có cả chống nhiễu đây, có cả giáp bạc chống nhiễu. Dây mát cho nên cái dây này em có thể lấy làm dây AV, dây tín hiệu, thậm chí làm dây nguồn cũng được. Dây rất ok, đồng cứng này thì thực sự thì về anh em đấu thẳng rồi thôi. Ví dụ như anh em chơi rắc mỏ chim ấy, mà những cái loa mà cần phải lỗ mỏ chim như mấy cái dòng loa bow ấy, thay vì anh em mua dây này, anh em phải mua rắc mỏ chim thì anh em mua dây này về, anh em tước nhà anh em đấu thẳng luôn, không cần phải đấu mỏ chim nữa anh em nhé. Đấu nhà là tối ưu nhất. Và cái thằng này thì lõi đồng cứng là nó nén các tinh thể đồng cho nên là nó rất là cô đặc. Cái mẫu này bên em đang bán là 150 một mét. Đã. Anh em nào chơi hay nghe thì anh em biết thôi. Bởi vì cái này chủ yếu bán cho anh em chơi biết chơi. Còn những các bác nào không biết thì chủ yếu chơi những sợi tơ hoặc chơi những mẫu dây lõi nhiều lõi. Dây nguồn hiện tại thì bên em còn những cái mẫu dây nguồn như thế này thì anh em biết rồi. Hiện tại thì dây nguồn Kyoto đây. Đây là mẫu dây nguồn mà bán Nhật xịn. Cái mẫu này bên em đang bán cho anh em với giá rất là tốt luôn. Anh em gõ trên mạng người ta đang bán là gần 700.000 một sợi, mà bên em bán có 350 anh sợi à? Và tất nhiên là không bao ship rồi vì rẻ quá rồi. Anh em đừng vẫn là kia lần trước thôi, anh em sẽ nói trước là anh em đừng có nhầm tưởng cái mẫu Kyoto, đây là Kyoto người ta sản xuất riêng 15A, Kyoto 15A anh em nhé. Và thiết kế hình chữ L bên trong có lõi tiếp xúc màu đồng đỏ anh em nhìn chưa, đỏ au. Đấy em quay nhìn treo chéo màu đỏ. Chân thì vẫn tiêu chuẩn 3 chấu. Trên dây thì vẫn có các chữ nghĩa đầy đủ đây. Kyoto. Lõi là 2,08 ly. Dây này nó dài là 2m6 anh em nhé. Bên em bán là 350.000 một sợi, không bao ship. Anh em nào lấy 2 sợi đổ lên thì bên em sẽ bao ship cho anh em. Lưu ý như vậy. Nhiều anh em đang lầm tưởng sang cái mẫu, một vài mẫu Kyoto mà người ta bãi mà theo mấy cái bộ dàn bãi Nhật ý, nó chỉ dài 1 mét thôi và lõi chỉ 0,75 ly thôi, hoặc là 1,31, nhưng mà thằng này của em mà to là 2,08 ly là mắc binh ấy, trong kia mẫu cái những cái loại mẫu dây mà nó đúc liền. Đúc liền thì lõi to nhất chỉ là tầm đấy thôi. Còn đây là kia mẫu dây nguồn lõi bạc Clio Rio 3 lớp chống nhiễu. Cái mẫu này thì bên em quay lõi cho anh em xem rồi. Đây là cái mẫu cực kỳ chất lượng anh em nhé. Đây Clear Audio Silver Power, Silver Light Power Copper. Đấy. Clear Audio thương hiệu rất nổi tiếng của anh, có chiều mũi tên hẳn hoa. Bên em đấu thì cũng tiêu chuẩn trong những một chiều rồi. Đấy, và thi công bằng cái đầu rắc nguồn carbon rất là đẹp như này. Một sợi như này
thì nó sẽ có giá là 1,8 triệu một sợi, dài 1 mét. Đấy. Còn cái dây nguồn harmonic tech này thì có giá là 1,7 triệu, cũng dài 1 mét, nhưng mà đây là dây lõi đồng, nhưng mà đồng OCC single crystal anh em nhé. Đấy, hiện tại thì có hai cái mẫu, có đầy đủ rồi anh em nhé, có mẫu dây lõi đồng này, mẫu dây lõi bạc này, rồi là mẫu dây lõi đồng Kyoto giá rẻ này, và mẫu dây mạ bạc giá rẻ này. Rẻ thì gọi là rẻ so với hàng hãng thôi, chứ không có chuyện anh em mua mấy cái dòng dây so với cái mẫu dây vài chục thì nó kịch cỡm anh em nhé. Dây Flutex này 1 mét, dài là 1 mét, có giá 520. Cái này thì bên em nói rõ rồi, không mà nhiều khi có những bác thì bảo ơ sao dây 1,7 triệu cao tiền thế mà chú bảo rẻ. Người ta đang nói rẻ ở đây là rẻ so với những cái mẫu dây nguồn 5-10 triệu, bởi vì chơi dây nguồn 2N người ta chơi đa số toàn 5 triệu 10 triệu thôi, còn anh em chơi những cái dây nguồn này gọi là dây rẻ anh em ạ. Ngày trước bên em đang bán những cái dây này trên diễn đàn VNAV, trên đấy thì toàn những cái chơi audio loại chất lượng rồi, toàn những các bác hi-fi rồi, người ta còn bảo kích ra admin đâu kích cái thằng này ra để cho thằng này bán mấy cái dây cỏ này làm loạn hết cả group đấy, bán mấy cái dây cỏ đấy, mình xấu hổ quá thì thôi, thứ ấy đất dám đăng nữa đấy. Còn những anh em chơi hi-fi những bộ dàn tầm 200 triệu đổ lại thì mua mấy cái dây nguồn như này là bình thường, không có gì. Anh em chơi dây 5 nguồn, dây nguồn 5 triệu 10 triệu là bình thường, đấy là biết chơi nhé. Còn anh em nào mà tập tành hoặc anh em nào tai mà đôi tai gọi là chưa có tinh tế lắm, nó thô ra gọi là tai trâu, giống như em tai trâu ấy, thì là thôi bộ dàn 100-200 thì cứ chơi những cái mẫu dây nguồn này cũng được, còn không thì chơi dây nguồn Kyoto hoặc Fullotech được đấy. Còn tất nhiên thì cắm vào dây nguồn thì cắm dây cắm cung cấp điện, thì nếu mà đã tai trâu thì anh em chơi dây nguồn mấy chục nghìn dây điện Trần Phú cắm vào nó cũng vẫn ra tiếng mà, nó vẫn có điện mà, kể cả dây loa cũng vậy thôi, mấy dây loa này cắm vào anh em chơi dây điện Trần Phú cắm vào vẫn ra tiếng thôi đấy, lưu ý là như vậy. Hôm nay thì bên em lên sóng mấy cái món này thôi, vì hôm nay bên em chỉ là lên sóng được hoàn thiện được mấy cái sợi dây nguồn này, dây loa đồng Đức kia thì gọi là quay quay lại cho anh em để anh em biết thôi, chứ trong một clip em quay khá nhiều món, hôm nọ cũng có một vài bác nói là chú quay nhiều món quá anh lại này không biết, thì clip bây giờ em sẽ rút kinh nghiệm, mỗi clip em chỉ quay tối đa 5 món thôi, 1 2 3 4 5 thôi, của các hãng khác nhau thôi, để cho anh em tham khảo thôi, không quay nhiều mười mấy món nữa anh em xem sẽ bị loạn. Xong là đến lúc anh em mà hỏi ấy, hỏi em ơi còn dây nguồn này không, thì lại lại phải gửi clip về bên em, ít khi chụp ảnh lắm. Thế là gửi clip cho anh em thì cuối cùng là anh em lại ngại xem, phải kéo đến cái phút này mới có cái món này, phải kéo đến phút thứ kéo tua đến phút thứ 6 hoặc phút thứ 7 thì mới có cái mẫu dây nguồn này, thì nhiều anh em lười xem không xem đến đấy. Còn chụp ảnh thì các bác biết rồi, tính của em không thích chụp ảnh, chụp ảnh thì không thể nào mô tả được kỹ một cái sợi dây, một cái sản phẩm được. Chụp nhiều ảnh, ảnh nó bản thân thì ảnh khi bây giờ chụp cái điện thoại bây giờ chụp thường thôi, một cái sản phẩm kể cả con lọc nguồn kia kìa, có thể nhìn em nhìn ngoài hơi xấu nha, em chụp ảnh lên con nào nó cũng đẹp như con nào, đẹp bóng loáng luôn. Xong mà nhiều khi mình gửi cái sản phẩm đấy, em mình gửi cái sản phẩm đấy đến tay bảo là anh thấy trên ảnh nó như thế này và chú gửi anh lại con như thế này, thế thì đâm ra mang tiếng không đấy. Thì thà thôi mình quay clip, quay thì không chỉnh được mà, nên là quay thì xước sát như nào, hình thức như nào, người ta thấy à nó quay thằng này quay thực như này, có gì nó nói vậy mình mua thì nó dễ. Không có chiều khi chụp ảnh ảo lắm, em không không chơi chụp ảnh đâu, em thực các bác luôn, em không thích, em mua bán em thích những người khác cũng quay clip, kể cả em mua trên các sư thái các sàn thương mại điện tử em phải vào clip xem quay tương xứng với tay tiếc như thế nào. Nhiều khi chụp ảnh dí lên dí sát vào nhìn trông to đẹp, nhưng mà khi đến thì lại nhìn bé tí, bảo là anh thấy trên ảnh nó to thế cơ mà. Ôi khổ lắm, nói chung là thôi cứ quay clip cho an lành, cầm lên tay ưa bướm đây, mọi người biết bàn tay em như nào đây, tay hồng hào đây đấy, thì khi mà lên đấy nhìn các bác như nào các bác sẽ biết đấy. Còn không thì nhiều khi các bác lại lại thấy là chụp trước cái thứ bảo là em ướm xem là cái dây của em nó có to bằng con cái không, nhiều khi mình ướm to bằng đúng con cái của mình nhưng mà về tay người ta to hơn mà đấy. Bảo là anh ướm không bằng con cái của anh không lấy, thế là chơi kiểu vậy. Thế cho nên là cứ phải dây đường kính bao nhiêu, mấy ly phải nói rõ ra, không là nhiều khi đến là mất quan điểm, cãi nhau bực mình lắm. Thì có bác, các bác có lý của các bác, em có lý của em gửi cho các bác, thì em có lý là à gửi cho các bác rồi,
các bác đã không phải đi mua rồi, hàng đến nhiều khi có thể là trục trặc thì các bác vui lòng thanh toán tiền ship 2 chiều, nhưng các bác đến lại có lý, các bác tao có lấy hàng tao có được gì đâu, tại sao tao lại phải mất cước 2 triệu đấy. Nhiều khi có lý của người ta, nhưng mà thôi thì tính ra là các bác ở nhà các bác không phải đi lựa chọn, thì người ta mất công người ta đóng hàng rồi thì thanh toán phí cước người ta nếu có trục trặc gì đấy, chứ có phải là ấy đâu, chứ không tự dưng người ta mất công người ta đi đóng hàng tư vấn bán hàng cho các bác, thế là người ta mất công đi ra gửi xong mất tiền các bác không lấy, à thế lại phải lóc cóc ra lấy hàng, hàng không về nhanh đâu, phải đôi ba tuần xong mới về, lại mất thêm tiền cước về nữa, mất cước đi mất cước về, mất cốc mất công đi gửi, mất công đi lấy hàng về đấy, xe mai mất nhiều hơn, trong khi các bác chỉ ngồi ở nhà rung đùi đợi hàng đến đấy. Cho nên là cái tư duy, cho nên là mỗi người mỗi khác, cho nên là anh em có cái nhìn nó khác biệt một chút nhá. Xin kính chào tất cả mọi người.